Chào các bạn ơi, hôm nay mình làm bánh bao nướng đi nha các bạn. Thì cái quá trình làm thì mình cũng làm như bánh mì, mình cũng làm như bánh bao, nhưng mà tùy theo gia vị mà mình bỏ vào nha các bạn. Bây giờ mình trình bày cái vỏ bánh trước ha, mình không có cầu kỳ. Thì ở đây là có 200 g bột mì đó các bạn, 150 ml sữa ấm. Ở đây là bột để lát mình nhồi nè. 30 ml dầu ăn nha, dầu ô liu 5 g nè các bạn. 30 g đường. Ở đây là 3 g muối và 5 g bột này, bột bột vani nè các bạn. Bột này nó thơm. Ở đây là ba cái trứng. Bây giờ mình tiếp bắt đầu làm nha các bạn. Mình để bột qua một bên. Mình đổ sữa này là sữa ấm nè, sữa mình bỏ lò vi sóng nè các bạn. Một trăm năm mươi ml. Mình đập trứng vô. Tại vì trứng này mình để trứng lạnh cho nên mình mới đập vô sữa ấm trước nha các bạn. Mình sẽ bỏ đường vô. Muối và bột vani nè các bạn. Bỏ vô luôn. Mình lấy cây đánh bột mình đánh lên. Bỏ men vô nha các bạn. Bỏ dầu ăn vô luôn. Rồi mình bỏ cái hỗn hợp này vô bột mì nha. Mình bỏ hỗn hợp này vô bột mì. Mình nhồi nha các bạn. Bỏ hỗn hợp này vô bột mì mình nhồi, mình rửa tay mình nhồi nha. Các bạn trộn nó thành một cái khối như vậy rồi mình bỏ ra cái miếng này mình nhồi nha các bạn. Mình bỏ ra cái miếng dưa này mình nhồi. Mình nhồi nhiều chừng nào thì cái vỏ bánh của mình nó mới dai nha các bạn. Mình nhồi cho nó mịn. Cái vỏ bánh nó dai. Mình nhồi mình dày 10 phút nha các bạn. 10 phút đó. Mình đã làm nhiều lần mình không nhồi. Mình không có nhồi nhiều nhưng mà mình ăn nó không ngon, nó không có như ý của mình. Thứ nhất là cái mặt bánh nó không có mịn, thứ hai là nó không có dai cái bánh mì các bạn, và cái vỏ bánh đó các bạn. Nếu mà các bạn muốn cái vỏ bánh bao hay là vỏ cái bánh mì mà ở trong nó dai thì các bạn phải nhồi nhiều thôi. Cái này mình học mấy cái nhà làm bánh mì đó các bạn. Phải nhồi, nhồi dữ lắm luôn á.
Hôm qua mình có làm một lần để mà cho con mình nó ăn với lại ragu vịt đó. Nhưng mà mình nhồi như vậy thì mình thấy cái ruột bánh mì của mình nó vừa ý hơn. Nó dai hơn. Không nhồi. Mình phải nhồi như thế này 10 phút nè. Và mình mới ủ trở lại. Thì mình ủ trở lại cái giai đoạn sau mà ít nhồi rồi. Giai đoạn sau mình lấy ra là mình cán mình làm à. Nhồi như thế này 10 phút nha các bạn. Mình nhồi nó mịn như vậy rồi nha các bạn. Nó mịn như vậy rồi nè. Rồi mình bỏ bột vô cái thao này, cái ô này. Cái ô này thì mình cho dầu nha các bạn. Mình cho dầu vô đặng lát nó không có dính. Giờ mình ủ lại đây. Ủ lại đây nửa tiếng xong rồi mình đi làm nhân nha. Bây giờ mình tới làm phần nhân nha các bạn. Đây mình có 200 gram thịt xay nè các bạn. Gia vị thì gồm có đường nè, bột nêm. Thì trong bột nêm này nó có muối rồi, mình không có bỏ muối nhiều nha các bạn. Đây là một ít muối nè, đít tiêu. Rau ăn rau đi kèm thì gồm có này tỏi nè các bạn, tỏi băm nhuyễn nè. Cái này là củ hành. Cái này là bún tàu nha. Nấm hương mình sắc nhuyễn rồi nè. Nấm mèo mình cũng sắc nhuyễn hết rồi đó. Bây giờ chúng ta đi lại cái bếp chúng ta làm nha. Đi lại gian bếp này, đây chỉ là chỗ này. Đây, chỗ này đây, chỗ này là cái bếp. Bật bếp lên. Bật bếp lên xào nhân nha các bạn. Mình quên cái gì đâu ạ. Hơi mỏng cho nên nó hơi ù ù. Mùa dịch này mình ăn tỏi nhiều cho nó có đề kháng nha các bạn. Mình thích ăn tỏi, cho gia đình ăn tỏi, bỏ thịt vô mà cho nó thơm thịt. Bỏ gia vị vô cho nó ngấm vô thịt nha các bạn. Bỏ hết vô. Để lửa hơi lớn cho nó không có nước nha các bạn. Mình để lửa lớn một chút cho nó không ra nước nhiều. Xào để cho nó hòa quyện. Cái thêm này là tùy theo các bạn thích. Ai muốn ăn gà thì mình làm gà, ai muốn ăn thịt bò thì mình làm thịt bò. Còn mình ở đây thì mình làm thịt heo xay. Có gì làm mấy các bạn.
mình làm nướng cho nên mình nướng thì nó nhanh hơn hấp. Chứ hấp là cái dân bánh bao là không có xào trước nè, mình để thịt sống lạnh cho nó đặt ống cục vậy rồi nè, nó có viêm, mình ăn cái viêm nhanh nó không có bời rời, còn này ăn ra cái nhanh nó bời rời nữa các bạn. Xào nhanh như vậy là được rồi đó, như vậy là được rồi. Mình đem xuống nha, mình làm đi làm bột. Các bạn ơi, bây giờ bột mình đã nở gấp đôi rồi nè các bạn. Sau khi mà mình làm xong phần nhân thì bây giờ mình làm phần bột nha các bạn. Mình đổ ra đây. Đổ ra đây mình nhồi lại nè các bạn. Bây giờ có một cái yêu cầu trước là mẹ làm cho con vài ổ bánh mì con ăn sáng, chấm với là cá hộp. Bây giờ mình làm bánh mì trước nha, rồi mình lại mình làm bánh bao sau nha các bạn. Xin lỗi, mình không có bài bản, mình không có chải chuốt, các bạn thông cảm nha. Mình sống thật các bạn ơi, sống thật. Sống ở Sài Gòn, đồ nghề thì ở dưới quê. Bây giờ mua một ít đồ nghề rồi mà còn bỏ trong sở. Các bạn thấy không? Bị cách ly ở nhà còn bỏ trong sở. Bây giờ mình ăn bánh mì trước nha các bạn. Bánh mì trước đi. Nướng bánh mì trước rồi nướng bánh bao sao. Nhà mình không có cái lò nướng, chỉ có cái nồi chiên không dầu các bạn. Cái nồi chiên không dầu. Mình nướng bằng cái nồi chiên không dầu. Cái gì cũng giả chiến hết các bạn ơi. Covid này mà ngoại không có ra ngoài được. Bây giờ dò cho mấy cái bánh mì trước mà. Đem nướng trước. Bánh mì không ăn với cá hộp ăn sáng đó các bạn. Bây giờ là yêu cầu trước, làm trước thầy làm theo yêu cầu đó. Các bạn cuốn lại, các bạn ráp mí. Đây là bánh mì nè, bánh mì lon ton chứ không có làm bánh mì lớn được nha các bạn, tại vì cái nồi chiên không dầu của mình nó nhỏ lắm. Giờ để đây. Mình không có cái sửng nữa. Này là cái đít là mình làm giả chiến nè các bạn. Mình làm giả chiến rồi mình làm như thế này, mình để vô cái nồi chiên không dầu đó. Mình chiên. Bây giờ mình làm bánh mì trước, làm bánh bao sau. Tại vì bây giờ là 5 giờ sáng rồi đó các bạn. Bà ngoại về dậy, bà ngoại làm để mà quay được. Sáng chút nữa ảnh dậy rồi ảnh không có cho quay các bạn, rồi ảnh phá dữ lắm. Anh nhỏ nhà mình đó. Mình cán ra, mình cuốn ra lại đặng lát bánh mì mình được nhiều lớp á các bạn. Mình ăn bánh mì mình hay gỡ lớp lớp á. Mình ngồi mình gỡ từng lớp từng lớp. Bây giờ mình mới biết cách làm mà nè. Mình làm gì đặng bánh mì mình nó tạo lớp. Rồi mình ráp mối. Hôm qua mình nướng ngon quá, ngon luôn. Coi như là một công mà hai việc luôn đó nha các bạn. Người ta làm bánh mì trắng không có trứng như vậy thế này. Còn mình ở nhà mình làm ăn thì mình bỏ trứng cho nó ngon, nó thơm bột. Bỏ vani rồi cho nó thơm bột. Hôm qua mình làm là 250 bột mà ăn hết trơn, cả nhà ăn hết trơn. Khen nay mẹ làm bánh ngon quá. Đây,
mình để đây, để đây đợi nó nổi nha các bạn. Đây là những cái ổ bánh mì. Rồi mình đi tạo cái bánh bao sau. Mua đồ nghề cho mẹ. Cho mẹ làm cho bài bản. Các bạn muốn tách lớp thì các bạn phải thoa bột mì như nè. Đây là những ổ bánh mì lon ton để ăn với cá hộp buổi sáng. Mình phải có thời gian mình dậy sớm vậy đó các bạn. Để 7 giờ mà ảnh dậy rồi là không có cho làm. Bà ngoại thì mê làm lắm. Lát nó nở phình ra nha các bạn. Các bạn phải có thời gian ủ. Các bạn để như vậy là tự động ảnh lên men, ảnh phình ra rồi mình mới bắt lò lên mình nướng. Đó, đây là mấy ổ bánh mì nè. Đó. Nướng hạn chế lắm các bạn, tại vì đây là cái nồi chiên không dầu. Thành ra mình nướng á hả là chỉ được có mấy cái à. Làm thêm một cái nữa đi. Lúc này là mẹ làm bánh ăn được rồi đó. Yêu cầu vậy lắm. Trong khi mình chờ bánh mì nó nở lên để mình nướng thì mình làm bánh bánh bao đi nha các bạn. Mình nướng sao? Mình sẽ cắt bánh bao này ra nè. Mình để đây không mà nó cũng nở luôn các bạn. Nở ghê không? Hai, bốn, sáu, tám cái. Rồi bây giờ mình gói mình để đây nha. Mình làm từ từ cho nó nở ra nha các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu cán bột nha các bạn. Chúng ta cán bột ra hình tròn vậy nè. Chúng ta để nhân vô. Chúng ta gói lại. Thì cũng phải chờ 10 phút sau chúng ta mới nướng được nha các bạn. Chúng ta múc nhân vô ha. Nhân này thì các bạn có gì các bạn làm nấy nha. Ở đây là mình không có làm trứng cút rồi. Mình làm bánh bao vô nướng. Mình không có làm trứng cút. Các bạn bắt lên. Bắt lên như bắt bánh bao vậy các bạn. À, túm nè. Túm nè. Nhưng mà bánh này mình làm bánh bao tròn nha các bạn, chứ không có làm cái kiểu kia. Các bạn để cái mặt dưới nè, để phía dưới, chúng ta lót giấy lên. Tròn như vậy nè các bạn, tròn dẹt.
Lát chúng ta đem vô chúng ta nướng nha. Mình để xa bên đây. Rồi tiếp tục làm nha các bạn. Bánh này hãy có thời gian là nó nở rồi nha các bạn. Bây giờ mình để bốn cái bánh này vô đây. Hai cái bánh này mình làm trước là nó nở bự hơn đó các bạn thấy không? Hãy có thời gian là bắt đầu nó lên từ từ. Nếu mà các bạn muốn cái bánh các bạn không có bự, không có to thì các bạn nướng liền. Còn các bạn muốn cái bánh để cho nó to, nó xốp á, thì các bạn để cho nó có thời gian nha. Thì thường thường nó lên lò nó nằm khoảng khoảng chừng 10 phút sau mình mới nướng. Nè, hai cái này mình để sau nè các bạn, thành ra cái bánh mình nó nhỏ hơn nè. Còn này thì làm trước, nó bự, nó to hơn. Cỡ này mà mình muốn ăn nhỏ thì mình lại mình nướng liền. Tại nãy giờ nó cũng có thời gian rồi. Chỉ cần làm sao cái là thấy nó nhỏ các bạn ha. Cái nồi chiên không dầu thì chỉ được bốn cái như vậy thôi. Bốn cái bánh như vậy thôi nè. Nếu mà các bạn thấy để cho nó to nó phình ra thì mình để thời gian nhiều thôi à. Cái này nó không có gì khó hết nha. Thấy nó không đều nhưng mà bột nó rất là đều, tại vì cái thời gian nó không có đều đồng loạt được. Người ta làm bánh người ta làm bằng máy đó các bạn. Đây. Bây giờ để vô cái nồi chiên không dầu này. Để vô đây nha. Bây giờ nướng liền đi, mình không có cho cái bánh mình nó to quá. Thì bây giờ mình nướng liền nha các bạn. Nướng liền xem coi sao đây. Mình bỏ vô cái nồi này 5 phút rồi mình phết ra hỗn hợp trứng với dầu nha. Đây nè. Đây là đồng đỏ trứng nè các bạn. Đồng đỏ trứng với dầu mình đổ vô đây. Một miếng dầu mình đổ vô đây cho nó bóng nha các bạn. Mình không có bỏ sữa mà mình lại bỏ dầu ăn. Cho nó bóng cái mặt. Nướng rất là nhanh. Rồi. Đó, bốn cái bánh này đang nướng liền nè. Nướng với lửa là mình phết luôn nha các bạn. Phết luôn cũng được hay là mình để 5 phút sau mình phết cũng được, tại vì mình thấy bánh này nó chín nhanh lắm. Phết lên mặt cho nó đẹp nha. Chỉ dùng lòng đỏ thôi. Lòng đỏ với dầu ăn. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn phết hai lần cũng được. Dầu ăn với lòng đỏ trứng nè các bạn. Lòng trắng mình có thể dùng làm bánh mì hay bánh bao gì cũng được nha các bạn. Cho nó trắng, nó xốp. Nếu mà mình thích thì mình phết hai lần cũng được. Không sao hết. Rồi mình để cho mình nướng nè. Nướng lửa 170 độ nha các bạn. Mình nướng trong vòng 10 phút đi rồi mình trở mặt. Bây giờ đang dần hành nướng, mình đi nắng mấy cái kia. 5 phút rồi đó các bạn. Bây giờ nó như thế này nè. Bánh nó như thế này nè, mình đi quét nó là lần 2 nha. Nó dính với nhau rồi nè. Rất là ngon, thơm ngon nha các bạn. Mình đi quét trứng lần 2 rồi mình cho thêm mè vô. Mình làm cũng hơi có đường cho nên nó vàng, nó mau vàng nha các bạn. Đây là quét trứng lần 2 nè. Rồi cho thêm mè vô, mình để 5 phút nữa rồi mình trở mặt. Mình không muốn trở mặt thì cũng được, không có gì hết. Đây này bánh bao. Hoặc là mình đem xuống cái nồi, cái chảo mà không dính đó, mình nướng cái mặt sau. Cái chảo chiên không dầu đó các bạn. Nè. Mình bỏ mè lên nè. Các bạn trở mặt thì nó không có đẹp. Bây giờ mình dùng cái chảo không dính. Mình nướng cái mặt sau nha. Mình cứ để trên cái chảo không dính mình dặn nhỏ lửa. Rồi mình nướng cái mặt sau. Bánh bao nướng nha các bạn. Làm cho nó là để đó.
tiếp nha các bạn, để nướng tiếp 5 phút nữa. Cái bánh bao nướng này mình nướng trong vòng 15 phút rồi nè các bạn. 15 phút ở nhiệt độ là 170 độ. Nhưng mà bây giờ mình úp xuống thì cái bánh bao mình nó không có đẹp nha, úp xuống để nướng mặt dưới thì cũng được thôi. Nhưng mà bánh bao mình không có đẹp. Nếu các bạn muốn đẹp thì các bạn để vô chảo. Đảo để vô cái chảo này nè các bạn. Để vô cái chảo này nha, để vô chảo đặng mình nướng mặt dưới cho nó vàng mặt dưới. Mà lửa thì lửa nhỏ tối đa ha các bạn, lửa nhỏ tối đa. Mình dặn lửa số 2 hả à?